ảnh thì hồi đó ảnh quậy lắm, mà tóc thì quăng xích như là cái đồ chịu cháy. Mà xấu mà đen mà ớt, mà nói chung là quậy nhất trường á, quậy lắm. Anh trên cầu thang á, ảnh đi sao á, ảnh lấy cây thước bét vô trong cái mồm em, cái bóp em quay lại, em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, cầm phan lên đầu anh cái bóp. Xanh đó là em bị chép, tại vì chồng á đi nhậu hoài hả, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Giờ đợi chị anh về á, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ đi nhậu tiếp. Em tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi, em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh 28 tuổi. Mỹ Hạnh đang làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt, mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy. Bà xã em quá xinh xắn đi, mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em là bạn học năm lớp 7. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó anh quậy lắm, mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chịu cháy. Mà xấu mà đen mà ốm, mà nói chung á là quậy nhất trường á, nó quậy lắm. Học chung lớp em, mà lúc đó là em được làm lớp trưởng theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Đã lớp trưởng xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích, nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm hả, mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần ấy xô con cái. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sao á, ảnh lấy cây thước bét vô trong cái mồm em, cái bóp. Em quay lại, em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, cầm phan lên đầu anh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hè. Trời ơi, còn cái trò lắng mắt gì trò nào mà nó nhát em nữa không? Dạ bắt sâu. Sâu lông á, trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường. Cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó cứ lấy sâu á bỏ vô trong bóp viết em á. Chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên, em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng nhảy chứ. Lúc đó bên này chắc thấy lắm luôn. Dạ đâu cười không phải chứ. Mà em thích cô này tại sao không làm những cái việc gì đó chứ, hạn như là gá lăn với cổ em để chọc cô. Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ à, nên không biết tỏ tình hay là ga lăng sao à. Nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á. Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á là vậy không á? Không có bà ơi, ngoại trừ tôi. Không có đâu mà kia vậy. Hồi xưa tôi làm thơ dữ dằn, tôi thích mé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không có làm thơ. Kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Thì lúc đó là lớp mấy? Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa? Lớn dần theo thời gian. Em hiểu không? Bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ tầm bậy bạ đó. Không có gì đâu, cái gì đó. Giống như là lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì à? Trời hôm nay sáng quá rồi. Cho anh một cái má. chắc vậy. Lâu quá em cũng không nhớ nữa. Nhờ bạn viết giùm. Em nhớ gửi. Bạn là sao? Trời hôm nay á, trời hôm nay có trăng sáng. Nhật ngồi ngay cửa sổ nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẻo. Mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa. Mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không? Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt, tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3, xong bên đi nghĩa vụ. Đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép á, thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại, à người ấy năm xưa. Nay sao nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó đầu em mới chạy về nhà, xong em mới nhắc điện thoại bàn lên điện cho nhà bên vợ. Là mới giả là nói với bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em là tắt máy liền, ghét rồi. Em nói là bạn cũ, có muốn xin số điện thoại. Cái vợ em cho hai số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này chắc bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dắp miếng? Dạ, người ảnh, trong điện thoại và em. Dạ ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn.
Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? À, 7 năm anh. Trời đất ơi, một mối tình từ hồi nhỏ, lớp 7 tới lớp 12. Dạ. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi. Dạ. Rồi yêu nhau 7 năm nữa. Dạ, yêu 7 năm nữa. Là mới cưới năm 2014 này. À, là mới cưới được. Ủa, dạ, anh hỏi nè, gần 3 năm hả? Ừ. Dạ. Rồi lúc mà cưới nhau về, coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ, ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cưới về này số ca bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được, mà nói chung là những cái gì anh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết, nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm, nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á, mà ảnh điện thoại về nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi, mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá mình cũng cho gà cho anh ăn, mà lát anh điện thoại về em ơi em đếm đúng một con gà 50 hộp lúa cho em. Trời ơi trời, 50 hộp lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa, em cũng ngồi em đếm. Cái giống đàn tắm quá vậy. Cái em quăng xuống, em nấu phùng lên, quăng xuống, em chạy vô điện thoại em nói anh giỏi anh về anh cho gà anh ăn đi. Em chăm con còn mệt anh còn bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là anh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không, có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị, nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn. Vậy hả? Lúc mà vợ có bầu á, lúc em gần sanh á là em bị chết. Tại vì chồng đi nhậu hoài hà, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi em cầm, em thấy cơm em cầm mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm, mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh, xong rồi em chết nữa. Anh về mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh trai anh đi nhậu tiếp, chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em với lại em còn em gái nó lo, còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa. Mà anh không có nghe, anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quả với bạn bè chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à, nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm, nhưng mà anh không quan tâm em. Lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè ở trên mạng thì em mới biết là mình bị chết. Giờ em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không, thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi, mẹ đâu có bị đâu, mẹ em không bị nên mẹ em không biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng em ẵm con em ra ngoài để vô cái nôi, em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo em quăng hết luôn, xong rồi bao nhiêu chén á em đập hết luôn, em vừa đập quăng vô trong tường gì đó, em chửi mày đối xử với tao hay gì hết nhật, mày đối xử với tao gì hết nhật, em quăng gì đó, cái em lụm ngay cái miếng mễ của bấy chén em gạch vô trong tay luôn. Anh về á anh mở cửa anh bước vô trong phòng, rồi xong anh ẵm con anh bỏ anh nguyên ngoại anh đi, anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ, em chạy xe vô trong chùa, vô trong chùa em nghe kinh á, cho em tịnh tâm lại, cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì em đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài, vậy đi chơi với bạn bè, giờ ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này ảnh mới biết em bị chết, anh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về anh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ anh sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo, buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tủi lắm. Em nghe nãy giờ em thấy thì sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan tâm vợ nhiều hơn. Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á, thực sự là chị muốn khóc. Hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em, tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái bản thân em vượt qua được là em quá là hay, quá bản lĩnh luôn. Bây giờ Nhật nghe rồi, thật sự em nghe là em cũng xót, đúng không? Dạ. Cái công việc của Nhật thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được. Dạ. Mà chỉ có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật cũng sẽ rất dễ bị áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất của vấn đề thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị chỉ nói như vậy nè, riêng về em rất chia buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn, đúng không? Buồn dạ, khủng khiếp lắm. Dạ. Là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào.
Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần. Nhưng còn cái đứa con của em, em là tất cả đối với nó. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi. Chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai, đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình. Mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi. Mình dành cái thời gian đó cho con mình. Bởi vì mình đã tự vượt qua được rồi. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Thì bây giờ á, chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Hiểu không? Cho em cười đi, đẹp quá mà, đừng để khóc. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Rồi bây giờ tới Nhật. Em xin hứa với vợ em là nhìn vợ mình chứ nhìn cái từ nay về sau sẽ lo lắng quan tâm. Ôm vợ cái đi, tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à. Rồi. Ok, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Nhớ giữ lời hứa nghe. Sao có gió máy trên mặt nữa là sao? Có hồi hộp không? Dạ không. Có run sợ không? Cũng thiên hơi lạnh nên là có hơi run mà không có sợ. Vậy tại sao mất gió? Cách đây 3 ngày thì em bị bệnh cảm nhức đầu nên là vợ bắt gió, cho nên là giờ nó mới mờ mờ bớt. Rồi bây giờ thầy giới thiệu về mình đi, em tên gì? Em tên là Việt Thành, hiện đang là giáo viên dạy môn tin học. Giờ em nay 31 tuổi. 31 tuổi. Còn em? Em tên là Hồng Châu, hiện nay là em làm kế toán tự do. Châu bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay 30 tuổi. Vậy thì hai bạn gặp nhau trong một trường hợp nào ta? Cách đây 11 năm, tụi em quen nhau là ở trong trường sư phạm. Em cũng học sư phạm luôn. Dạ hai vợ chồng đều học sư phạm hết. Rồi ví dụ cái tiếng sét ái tình đó xảy ra làm sao làm sao không? Chứ là em là học bên khoa ngoại ngữ, còn chồng của em là bên khoa tin học. Cái sau đó là trong trường có một cái phong trào thể thao á, mà có thi đá banh, thì bên khoa của em là ít nam lắm, cỡ có 2-3 người nam thôi, nên là cái mượn 2 người nam ở bên khoa tin học qua đá cho đủ một đội, tao thành một đội. Cái tiếng sét ái tình là trúng ở nhờ đá banh đó, đó. Dạ. Nếu mà tôi đoán không lầm thì chắc có lẽ em là cái người mà trúng xét của cô này trước tiên đúng không? Sau cái trận bóng đá đó thì phải 3 tháng sau mới gặp lại. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bên đó tổ chức giống như là lễ ăn mừng chiến thắng vậy đó, cho nên là mời em đi chơi chung. Trên chiến xe chơi chung thì mới gặp, luôn mới biết. Thì trên nó giống như là tính tình thì cũng rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, cũng nhiệt tình lắm. Rồi ca hát ở trên xe đó, vui rồi để ý thấy. Chị hỏi thiệt em là lúc mà anh này tăng cường vô đội đá banh của bên em á, em có để ý anh chưa? Hai ngày bạn bên tin học là giữ vị trí là tiền đạo, nên là hai ngày này là ghi bàn, nên là thành ra là bên nữ của em là hâm mộ hai cái anh chàng này lắm. Anh kia có đẹp trai giống chồng em không? Dạ anh kia cao ráo hơn, trắng trẻo hơn. Rồi sao hơn? Em lại chọn anh này? Nhưng mà anh này có một cái vẻ bề ngoài nó hơi lạ so với người khác. Ảnh dân đá banh hay là ảnh mặc quần anh thể thao, anh hay săn lên lửng lửng tới đầu gối à. Nước da cứ ngâm ngâm nhìn giống như là dân hay lúa, nên là em cũng hơi thấy lạ lạ là em để ý. Ấn tượng của em ban đầu về cô vợ của em sau này khi mà, tại vì em nói là 3 tháng sau lên xe là em ấn tượng về cô này đúng không? Dạ đúng. Chị ấn tượng cái gì? Thứ nhất là em để ý là cái ngoại hình của cô là cũng tương đối là nam tính lắm. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì thích bận áo thun, bận jean, đi chơi với bạn bè thì rất là mình, thì mình một người rất là cá tính, vui vẻ, hòa đồng, hoặc giống như là một cái hoạt náo viên vậy đó. Ở trên đây là em mới để ý. Còn những cô còn lại trong khoa nữa thì lúc nãy là bọn em nói là cũng rất là nhiều nữ, nhưng mà do là mấy cô đó nhiên chìm quá. Em có ấn tượng về cái làn da của vợ em không? Tại vì bận quần jean với áo thun nên em để ý làn da cũng không thấy. Vậy hả? Rồi hai bạn là đến bao lâu thì mới chính thức là yêu nhau? Khoảng hơn 6 tháng sau. Ai là người tỏ tình đầu tiên? Có thể nói là vợ em. Trong thời gian mà mới bắt đầu mà để ý anh này á, thì em có gặp lại người yêu đầu tiên của em. Thì ảnh cũng rủ rê em đi chơi nọ, mà anh này cũng rủ rê đi chơi mà ảnh cũng không nói là thích mình hay là để ý mình gì hết á. Tính em nó dứt khoát, em muốn cái gì nó rõ ràng vậy. Đúng rồi. Nên là cái hôm đó, buổi tối đó là hai đứa uống cà phê. Cái xong rồi em mới nói với anh này luôn là bây giờ là Thành á thích làm bạn trai của Châu hay là làm bạn thân của Châu. Mà anh này thì cứ ngồi im không nói tiếng nào hết. Ngồi em cứ chờ đợi hoài mà chẳng thấy trả lời hết trơn. Tôi không nghĩ sao mà không trả lời trả giống gì vậy. Lúc đó em suy nghĩ là nếu mà trả lời là bạn thân á thì không được, tại không cái giống cái ý của mình muốn. Mà bạn trai thì mình cũng chưa muốn là vậy, mình muốn là người yêu thôi chứ không phải muốn bạn trai. Bạn trai cô này nhiều lắm.
Cho nên có nghĩa là muốn hơn như vậy nữa à. Em hỏi không có trúng. Rồi sau đó thì làm sao? Dạ sau đó chắc cỡ 1-2 tháng cũng không có nói đó anh à. Anh nói mà anh này tiết kiệm lời nói yêu thương á. Lần đó là đi qua nhà anh bạn cũng học chung à, nhà anh có đám giỗ là mời nguyên một nhóm qua ăn chơi vậy. Hai đứa cũng có uống chút xíu bia nên là rủ nhau ra buổi chiều ra Thần Kỳ Plaza ngồi chơi. Thì ngồi chơi cái tự nhiên hai đứa hôn nhau rồi quen nhau thôi. Làm à. Trước rồi nói sau hả? Ra là hôn nhau. Dạ. Hành động hay lời nói. Bao lâu thì cưới nhau? Dạ phải tụi em quen nhau làm 7 năm mới cưới. Vậy là hiểu nhau quá rồi đúng không? Cũng không có hiểu nhau nhiều đâu chị. Tại vì cái khoảng thời gian mà quen nhau thì tụi em cũng ít được gặp nhau lắm. Tại vì em thì bận vừa đi làm vừa đi học luôn. Mà nhà hai người cũng ở xa. Mỗi tuần chỉ gặp nhau được ngày Chủ nhật thôi. Có 2-3 tiếng thôi. Nên là cũng... chưa hiểu lắm. Dạ đúng rồi. Vậy là sau khi lấy nhau rồi chưa hiểu nhau ở chỗ nào? Lúc mà cưới nhau về thì thấy anh này anh là anh ham chơi lắm. Đi chơi là tới 11, 12 giờ mới về. Từ hồi lúc mà cưới cho đến thời điểm mà có bé mà được là hầu như là anh cứ đi chơi như vậy hoài. Ủa, nhưng mà tụi em ở chung với bên ba mẹ chồng. Dạ. Rồi ba mẹ của chồng có ý kiến gì trong cái chuyện mà chồng hay đi chơi đêm vậy? Phải chi mà mẹ chồng em mà nói cho em biết trước là tính chồng em ham chơi như vậy chứ em là em không dám nhảy vô. Tại vì á, lúc mà cưới xong rồi về nhà thì lúc đó là em mang thai, cái buổi tối cũng hay xuống ngồi chơi. Mẹ chồng em mới nói là bây giờ đỡ nhiều lắm rồi chứ hồi trước còn hơn như vậy nữa. Đó. Rồi còn ba chồng? Dạ, bố chồng em thì thôi bố chồng em không nói. Ủa sao vậy? Tại vì thường là tâm sự với mẹ chồng với con dâu thì nhiều chứ cũng ít nói chuyện với bố. Nhưng mà giữa em với bố chồng em á không nói chuyện nhiều là có lấn cấn gì không? Nếu như em khó nói thì anh hỏi Thành. Dạ. Lúc mới về thì cũng chưa có gì lấn cấn. Tại vì do là ba em thì tính cũng kiệm lời lắm. Cũng ít nói lắm. Khi nào giống như là thường có gì thì lộ ra bên ngoài bằng cái hành động thôi. Còn trong quá trình mà sống với nhau thì mới có xích mích thôi. Tức là lý do về xích mích do là cái sự khác biệt về cái vùng miền á. Vợ em thì người Nam mà gia đình em thì là người Bắc đó, cho nên là có những cái phong tục tập quán, có những cái cư xử lễ nghĩa nó nhiều khi vợ em chưa có rành. Với lại hai đó là cũng do người Nam nó cũng phóng khoáng á, cho nên là ít để những cái câu nệ, những câu chữ lắm đó, thì cũng có những cái vấn đề mà khó chịu xảy ra giữa ba của em với lại vợ em. Tức là ba em khó chịu với bà xã đúng không? Ví dụ như là trong bữa cơm gia đình á thì là ăn là phải mời hết tất cả mọi người trong bàn. Thì ba em cũng có làm việc đó, nhưng mà ý là ba em muốn là nếu mà đã mời người trong bàn thì nếu mà có khách tới thì cũng mời khách luôn. Đó thì đó là một trong những cái chuyện mà vợ em chưa biết. Đó thì là ba em chỉ nghĩ là mời em mời một lần rồi thôi. Còn như khách tới sau thì khỏi mời cũng được, nhưng mà ba em thì không muốn vậy. Và cái chuyện đó nó còn xảy ra giữa em với ba bây chồng. Bây giờ còn cho tới bây giờ còn. Bây giờ thì nói chung là em cũng có kinh nghiệm nhiều thứ, không đến nỗi là những cái nhỏ nhặt nó xảy ra nữa. Nhưng mà có một lần á, bố em á đi chơi xa về, bố cứ làm cái gì ao om á, đóng cửa cũng vậy nằm là em biết là có cái gì đó khó chịu rồi. Bố đang bực mình. Dạ, nhưng mà em không biết chuyện gì thôi. Sau đó là tối em đi làm về thì mẹ chồng em nói là bố về phải hỏi thăm bố này nọ rồi nói như vậy cho bố vui. Thì em nói là những cái chuyện đó là bố mẹ cứ nói góp ý với con, em cảm thấy nặng nề lắm. Nên là lúc đó em cái cũng xin phép là bố mẹ là cho em về bên nhà mẹ đẻ. Em ẵm con về luôn. Thì là vài ngày để em như bình tâm lại á, để mình suy nghĩ lại. Thì sáng hôm đó là em chuẩn bị về á thì bố mới gọi hai chồng em qua. Mới nói là cái chuyện nhỏ như vậy thì không được đi về nhà. Em mới nói là tại vì con cũng muốn về để mình như là bớt xì chết thôi. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì như là bố mẹ vỡ ra. Bố nói hết cho em những cái chuyện mà trong cái lần đó thì bố mới nói được hết những cái mà bố kìm nén đúng không? Và em mới hiểu là tại sao bố lại như vậy. Thì sau đó thì em có hiểu bố hơn không? Tại thêm lại tòa đến đó nữa. Em chỉ đứng khóc thôi. Em cứ nói với bố là nếu mà con có sai cái gì á thì bố phải dạy. Sau đó thì em có về nhà mẹ đẻ được khoảng một tuần. Thì sau đó em vẫn về nhà chồng bình thường, không có gì hết. Thì cũng là nhờ những cái lời nói mà bố mẹ nói thẳng với em như vậy á thì em hiểu được về cho chồng dình chồng của em nhiều chồng hơn. Rồi lúc đó em sao? Thì cái sự việc nó xảy ra như vậy thì thực là em cũng không mong muốn. Chuyện cũng xảy ra thì em cũng mới nói vào là thôi thì cái chuyện này á là không phải là hai vợ chồng con có cái xích mích gì với lại bố mà mới xin về bên ngoại, mà chẳng qua là vợ con thì cũng mệt rồi cho nên là muốn về bên ngoại chơi mấy ngày cho nó khỏe, thì mong bố thông cảm. Thì nói chung là bố cũng nói là nếu mà hai vợ chồng thấy muốn đi thì cứ đi, còn cảm thấy mà khó chịu quá thì muốn dọn ra ngoài ở riêng cũng được. Nhưng mà thực sự là hai vợ chồng em thì không phải có ý định như vậy, cũng xin bố phép bố là thôi đi em với vợ đi qua bên ngoại luôn. Em ở nhà em không có đi qua bên ngoại. Mà chị hỏi nè, sau khi mà vợ em về bên nhà mẹ đẻ đó, em thấy bố ưu tư, bố buồn, bố
bố buồn vì cái việc đó không? Bố em là cái người mà cái cảm xúc nó không phải là chất chứa trong lòng mà dạng như để tâm để bụng hoài, tức là cứ nói ra là hết rồi thôi, tại vì do là khó mà chia sẻ với mọi người. Cho nên là sau cái bữa đó thì bố chia sẻ xong thì bố em với lại bọn em là đã hiểu nhau rồi. Tức là chỉ có cái là bố chỉ không hài lòng với cái chuyện là tại sao là đã hiểu rồi vẫn phải đi bên nhà ngoại. Thì em mới nói là về nhà ngoại chẳng qua là để muốn vợ bớt mệt mỏi đi thôi. Rồi bây giờ thì giữa em và bố mọi chuyện ổn hết à? Bây giờ thì cũng nói là tương đối cũng ổn rồi chị. Cũng hay là chắc nhờ em thay đổi và em hiểu bố hơn. Mình nói là bây giờ em cảm thấy là cái buổi nói chuyện đó em thực sự là rất là cảm ơn bố mẹ. Nhờ vậy mà em hiểu được bố mẹ nhiều hơn. Bây giờ chị nói em nghe nè. Thực ra tất cả những điều các cụ làm chỉ muốn rằng con dâu hoàn hảo. Tại vì thích khoe với họ hàng, bà con, chú bác đấy. Dâu tôi vừa đẹp vừa xinh mà lại khéo léo, lại công dung ngôn hạnh. Đó, cho nên rằng nếu em hiểu được các cụ thì em sẽ thấy rằng những cái điều mà các cụ muốn là hoàn toàn chính xác. Mình chỉ tốt hơn thôi chứ mình không có xấu đi. Đó, cho nên rằng là chị rất mong là sau cái buổi ngày hôm nay á, thì thứ nhất là giữa em và bố giải tỏa hết đi và bố sẽ thương em. Bố thương lắm, chị chắc chắn điều đó. Thì chị nghĩ rằng á, nhân cái buổi này á, em nói với bố đi. Chị chắc chắn là khi bố coi cái chương trình này á, bố cũng sẽ hiểu em hơn. Tại vì nãy giờ là em đã nói ra được tất cả những cái điều mà em muốn nói rồi. Thì sẵn nay con cũng muốn xin lỗi bố mẹ. Nếu mà con có làm gì sai á, thì bố mẹ cứ dạy con như là con đẻ trong nhà. Đúng rồi. Con cũng mong là bố mẹ con thật nhiều sức khỏe. Con Thành, cũng qua chương trình này thì tụi con cũng gửi lời đến bố mẹ một lời cảm ơn. Nhưng là trong cuộc sống thì hai vợ chồng con không thể nào mà có những cái mà lúc nào cũng hoàn toàn là tốt được. Thì cũng nhờ có bố mẹ nhắc nhở thì tụi con mới được nên người. Em có muốn hỏi hai bạn này thêm cái điều gì không? Em đi, em muốn vợ em cần có cái điều gì đó thay đổi để làm cho hai vợ chồng vui vẻ và viên mãn hơn. Em chỉ muốn một điều thôi, vợ em kế thừa được cái nấu ăn của mẹ vợ em. Tại mẹ vợ em nấu ăn rất là ngon. Thì anh chị cũng biết thì nhưng gia đình bên em là người Bắc mà. Thì nấu ăn cũng quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Cho nên là em chỉ mong muốn điều đó thôi chứ không có gì. Rồi về vợ rèn thêm. Hảo quá rồi, giờ chỉ có vụ nấu ăn thôi. Về rèn thêm nghe. Rồi. Thế còn em mong muốn anh Thành anh thay đổi điều gì? Dạ, em cũng muốn Thành là dành thời gian để cho gia đình nhiều hơn, cho con nhiều hơn. Tại vì nhiều lúc ảnh làm về á, anh mệt là anh cứ nằm anh coi tivi hoặc là anh nằm võng anh đung đưa vậy thôi, chứ hai đứa con là tự chơi. Thì em muốn là ảnh dành thời gian để chơi với các con nhiều hơn. Với cái mong muốn của hai bạn ấy thì chị có cảm nhận rằng là hai bạn rất là yêu nhau đúng không? Mặc dù cái thời gian tìm hiểu như lấy nhau là dài vô cùng, 11 năm rồi. Cho nên là về các bạn á, thì chị chỉ mong rằng là tự các bạn nghe những cái lời mà gọi là mong muốn thay đổi rồi các bạn tự điều chỉnh. Và cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình này. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Thấy, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa không. Vậy hả? Không khó chịu không? À không, ngồi đây cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia rồi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 31. 31? Dạ, là Dương. 31? Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Vâng. Rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cục điện. 3T bánh không mà con bánh mì kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ủa, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi sao mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói em định khổ, thôi luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi ôi mình đúng rồi con đi ăn nhiều nha. Lắm đúng rồi chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là
cũng mi nhon lắm đúng không? Mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không? Đó Hoàng. Dạ không, con em cháu là béo, là béo béo tiềm năng rồi ạ. À béo tiềm năng. Thí dụ như là ở miền Nam đi, dạ, thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đến à, mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, dạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy với Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở cái đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò, bò một nắng Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. À nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bảo đảm sốt chứ ạ, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú phải hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Chờ làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị chứ. Là thông nhập viên đó. Chứ sao lại không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô bà, sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. À, không, dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi, rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là gặp cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. À nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Vâng. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. À, không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải sống. Đúng rồi, đó là hy sinh đẹp trai đó. Cũng có thiệt thòi như vậy, mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cô đợi con thì 3 phút 15 giây là con trẻ liền. 3 phút 15 giây, tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên thì là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là công ty là gì? Dạ đấy là công ty để giày da. Rồi rồi sao nào? Rồi sao nào? Rồi sao? Thì chồng con cũng hay lân lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà có thể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do là muốn gặp cái anh này đúng không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi nó đi xuống. Đâu, vừa về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghĩa là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin đồ ăn. Xin, ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Bạn mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con nó để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiểu chê. Anh nói thật đi. Nói thật nha. anh
anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên, nhưng mà 1-2-3 lần đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ, không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng ở trong cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân thân, không được không nhớ. Thế là, đấy, mà con cũng thường mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì biết sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm. Thế từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nên là cũng không để ý. Lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghĩ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Có đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó thế là mình bảo thôi. Tự nhiên thấy chăn chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các hỏi con lại gặp lại nhau? Dạ. 75 75 55. Tầm 55 rồi xong rồi. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ, con không lấy vợ, con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không, vâng, mình ở vậy gái đem chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ. Trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động. Con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động kẹp Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi, cũng được 2-3 tháng. Lúc con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Đi nước ngoài đúng không? Sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc mà là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình, nó có đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì... Đâu, gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao vậy? Con cũng đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ... Gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, tới tóc luôn.
Vâng, tới tết. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đột ngột như nào, lắm hết mọi thứ rồi mình mới đánh đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà đi, đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó, thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà lúc gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, ta đấy tại vì, chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật, chia sẻ cũng cả chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định. Với cả cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó chưa đi. Đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Với lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ súng gấp vậy ạ. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng thôi, con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để mà nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách nói chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón lừng mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì cũng ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Vâng, chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo đỡ bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em, không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng vâng. Giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào khi xuống tàu ấy thì không chưa, cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không. Thế rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Một lần rồi, yêu, một lần chia tay rồi. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng
nhiều buồn. Cái ly kỳ không dạ. nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu bên liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, bất hoạt liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ dạ, hả? Không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó con không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em cũng là... ngại cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không chứ, trước đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2 3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 thì... tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là này đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà à, đó sửa thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy, thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ nó gọi ship vậy ship đó. Hàng á, vâng, 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 vâng. Mấy năm trước có ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng cứ biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì không, ra thì lúc là... đấy là không lỗ là may đấy chứ không, nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không mình mới. Thực ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con đã phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Thế là vợ không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ đỡ ngựa. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ? Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi. Thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là thì là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ. Thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng. Vâng. Nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên là mình cũng muốn là mình muốn phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt. Tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy ship xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán
bán thôi rồi đêm, bán thôi rồi luôn thế ừ. Mình bảo thôi đấy nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng đúng mình... rồi cái đúng xoài rồi. Keo em biết xoài keo không biết đúng rồi xanh nó nhỏ xíu đúng và ăn biết giòn rồi, rất ngon luôn hồi đó là ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài xoài ở trong Nam thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả không lúc ấy có biết lúc ấy thì lúc đấy gia đình của Hoàng có ủng hộ không gia đình con cấm cản mà cấm cản nha con gia đình con cản từ đầu đúng không từ đầu thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng mình chia sẻ đúng bây giờ thì ok chưa bây à, giờ ok rồi bây giờ quá ok rồi. Đúng không vâng. Ừ. Không phải hai mẹ con mới quay mẹ chồng được đâu à đấy là vô đây coi như là thẳng dũng luôn đó hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con hay là dạ không ạ con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai biết rồi thì hai đứa sau này hai đứa sau cũng là con trai ạ trai luôn là ba trai luôn ố rồi ôi thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi thèm một con bé thì mệt nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai là chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ của con thì với con thì nó vẫn là một cái là có sự phấn đấu để nhắc con ngoại phấn đấu tại vì là khi mà chồng con mới vẫn xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là mà cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ nói chung là rất là cao thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên mình là mình phải làm chủ làm shipper tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu nhưng danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm trong mắt không đúng thật ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng thế là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia người ta rất là gọi là công việc nó gọi là bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi chứ thực chất nó là như vậy đó đó rồi thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích là có một cái định kiến rất lớn với con tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi rất là thương yêu cô dâu này là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con và bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công đúng không vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem thì chưa chơi được tôi sống không phải qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân vâng tuổi thân vâng là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ nhưng bây giờ thì thôi rồi cụ sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội nó càng ngoan thì thôi rồi đấy ăn đủ con ạ con ăn đủ hết Rồi bây giờ tới phần kia đi các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy nhưng mà bây giờ là bình yên rồi bây giờ là cái gì bây giờ định bắt nhất thì bây giờ đó nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận vâng để bố mẹ ghi nhận thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó con có thấy nó có những cái tật xấu gì không đó, con phải khó chịu ấy bây giờ là tới phần khui tật xấu vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc rất tham công tiếc việc nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả không bao giờ biết mua sắm cái gì không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng cho con cũng vậy thế cái người đi sắm sửa là ai là con à không hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm hoặc là ông bà mua cho cái gì bọn con sống đơn giản lắm sắm sửa nhưng mà
Về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc đó tay xoắn xoắn nha. Xoắn là nhiều tóc cũng như ủ ủ. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình nữa. Ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thật sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Dạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ mình bây đi giờ làm lại em gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên là nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi trời ơi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi cho vợ. Đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền nhá, đỡ phải mất công rút tiền. Vâng đấy. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào thôi. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi được một cái việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ sao? Trước đúng không? Thế có phải cầm không? Chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. Không con cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin, mình lấy chức đàng hoàng đúng không? Đấy là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới đã cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ cũng thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thăng công chức việc lại và chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diễn được không? Dạ con có ạ, lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Rất là rồi. Còn đến lúc còn cá nhân mà buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào thì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Vậy vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Sao công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây.
vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế nóng được tính. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Tức là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.